Trồng dâu tây thì có dễ không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Có một bạn thì nhắn tin hỏi mình như vậy. Và hôm nay thì mình lại ra vườn và chia sẻ với các bạn một cái video, đó là trồng dâu tây có dễ không. Năm nay thì mình nói lại với các bạn là mình không có trồng nhiều dâu tây, chỉ có là những cái chậu dâu tây sót lại của những cái năm trước. Và duy nhất thì còn một cái chậu, đó là các bạn biết không, là cái cây mà có một bạn tặng mình một cây dâu tây Nhật Hoa Đỏ. Và dây này thì nó không có đẻ nhánh, nó không có ra ngó nhưng mà nó đẻ nhánh các bạn, và nó vẫn còn như thế này. Và các bạn thấy là dâu tây nó có thể sống được 4-5 năm đó các bạn. Đây là dâu tây cấy mô Nhật Hoa Đỏ, và đây là những cây dâu Hà Lan hoa hồng mình mua giống về mình trồng và chủ yếu là làm cảnh thôi. Nhưng các bạn thấy kiến rất là nhiều, và không rồi một cái gốc dâu rất là già mình trồng lại. Là mình cũng chia sẻ video cho các bạn, nói là trồng dâu tây thì nó có rẻ hay không, thì các bạn thấy rồi, đây một gốc dâu già và mình trồng vào hôm nay nó đã lên cây đây các bạn nhá. Và đây là một cái chậu dâu mình mua ở ngoài chợ và mình chưa có trồng ra chậu, mà Tết cũng khá là bận, mà các bạn biết là cái nó vẫn sống nhưng mà nó phát triển không có được ok lắm, bởi vì cái lượng đất nó rất là ít và mình muốn để đây. Và hôm tới thì mình sẽ trồng cái chậu to, mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là trồng dâu tây có dễ không. Trước khi trồng mình chia sẻ cái nội dung này thì mình mới nói các bạn là tháng 4 là tháng cuối cùng của mùa dâu tây, và bây giờ thì mùa dâu tây là tức là bổ quả thì là nó không còn quả nữa các bạn, thậm chí là bắt đầu nó tàn rồi các bạn nhá, là tháng 4. Và bây giờ thì họ tập trung dọn vườn và đi có thể là dọn vườn rồi cây mà nó cỗi thì họ có thể là bỏ đi để chăm sóc lại đúng không, làm vườn và trồng mới, rồi thậm chí là bắt đầu là xả những cái gọi là cái lá vàng rồi tất tần tật dọn vườn dọn luống tất cả mọi thứ, bởi vì cái mùa này thì cái khả năng phân hóa hoa nó không còn nữa và nó có chăng nữa thì năng suất nó rất là kém, cho nên người ta sẽ bỏ đi. Và cái mùa tiếp theo sẽ là từ tháng 10 các bạn nhá, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tức là trung cái mùa dâu tây trúng vụ thì là tháng 11 đến tháng 12. Thì các bạn kẻ căn thời vụ, và tại thời điểm này đến tháng 10 thì các bạn chủ yếu là giữ giống. Và bây giờ thì các cái nhà vườn họ quay trở vào, họ đặc biệt là tập trung là họ giữ nhân giống và giữ giống, và làm đất để họ nhân giống và giữ giống. Các cái vườn cấy mô thì họ cũng bắt đầu là cũng làm là cái để giữ giống để đến đầu mùa họ bán ra. Trồng dâu tây cũng khá là dễ ở cái chỗ là mình thì thấy ở phía Bắc thì họ trồng là rất là nhiều rồi. Dâu tây thì các bạn biết là Đà Lạt, mình thì ở Tây Nguyên thì mình trồng cũng khá là nhiều loại dâu. Nhìn chung thì các loại dâu mà mình thấy là ngon thì mình thấy là Nhật Hana, còn lại các loại dâu khác thì nó sẽ chua hơn và mình thấy Hana năng suất hơn. Nhưng mà Hana thì sau mỗi vụ như vậy thì thường là các bạn khoảng 2 vụ thì các bạn phải thay giống à, mình thấy là như vậy. Hana thì nó chịu nóng. Dâu tây thì nó có thể bạn có thể trồng chậu, trồng đất, và đặc biệt là mình hướng dẫn các bạn là trồng trên đất thì các bạn nên nhớ là hãy trồng trên đất, và khi cây dâu bén rễ thì các bạn quay trở lại chăm sóc. Ví dụ như cây dâu này mình trồng trong chậu, nhưng mà hồi trước thì mình nói các bạn là mình làm đất rất là kỹ và mình đưa cái đất có cả phân hoai mục, mình trồng trong môi trường đất không và mình bón lót phân ở bên dưới. Và khi mà cây dâu nó bén rễ như thế này thì tự rễ nó đi tìm chất dinh dưỡng mà bắt đầu chúng ta bón thì nó sẽ dễ, rất là dễ sợ, rất là dễ là phát triển. Các bạn thường cái tâm lý trồng dâu thì muốn nó nhanh lớn và các bạn trộn rất là nhiều phân, và các bạn đưa ngay cái đất vào trong cái môi trường rễ, đưa ngay vào cái môi trường đất và có rất là nhiều phân. Và trong cái môi trường phân thì là cái môi trường mà nó không thuận lợi cho cái việc bắn rễ ngay lúc đầu, và đa số thì các bạn trồng nó sẽ bị tèo các bạn nhá. Thế thì trồng như thế nào thì các bạn biết rồi, bón phân xung quanh và cái rễ của nó thì các bạn cố gắng là để trong cái môi trường đất không, và khi cây nó có môi trường đất ẩm mà các bạn để cho mát thời gian đầu thì nó sẽ bật rễ ra và nó tìm vào đất, và đất là cái nơi mà nó bám rễ nhanh nhất. Và khi mà cái rễ nó lớn lên thì nó tìm đến cái chất dinh dưỡng mà các bạn để bên ngoài, thì khi đó thì cây dâu nó dễ sống sống chắc chắn và khi mà nó có lực. Còn các bạn trồng trong cái môi trường phân
nó sót phân hoặc là nó sốc chất dinh dưỡng thì rất có thể là cây dâu nó chết và các bạn không có giống để mà trồng nữa. Cho nên các bạn bảo là dâu tây nó khó, thật ra nó rất là dễ trồng, không những cây dâu và tất cả những cây khác đều như vậy. Các bạn nên lưu ý điều đó nhá. Đây, mình trồng cà chua cũng vậy các bạn nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Chín đỏ rực và nắng Tây Nguyên rất là nhiều và làm cho cái lá của cà chua nó cũng bị tái. Khi mà trồng đến 15 đến 20 ngày và thậm chí 1 tháng và nó bắt đầu bén rễ như thế này, các bạn bắt đầu chăm sóc phân vô cơ. Lúc đầu thì các bạn chăm sóc phân vô cơ. Khi mà lúc các bạn cái thời gian mà nó chưa có hoa có quả thì các bạn cố gắng là bón đủ các chất dinh dưỡng vào gốc, có nghĩa là xung quanh gốc, ví dụ như là phân bò, có phần loại phân hô mít này khác. Rồi đến cái giai đoạn mà có hoa có quả thì các bạn không đụng nữa, các bạn lâu thì xới gốc, chủ yếu là dọn cỏ, cây và giữ ấm rồi nó ra hoa và các bạn thu hoạch. Sau mỗi lần thu hoạch như vậy thì các bạn nên dọn những cái cuống cái lá già và để cho nó ra đợt khác, và đặc biệt là không có tác động đến bộ rễ trong thời gian ra hoa kết quả. Các bạn hiểu cái quy luật như vậy thì các bạn sẽ trồng dâu tây nó rất là dễ. Cái quá trình mà trồng chậu thì các bạn nên là xới gốc, ví dụ như là dùng những cái que chúng ta xới gốc lên và bón các loại phân hữu cơ bò, gà, dê, các loại phân ủ mục thì dâu tây nó đều ok. Và nó đặc biệt là dâu tây thì các bạn tưới lân nó rất là hợp, là nó cho cái cây nó cứng lên và nó có thể là phân hóa hoa rất là tốt. Và cái phân humic là một trong các loại mà chúng ta khi mà chúng ta trồng chậu chúng ta bón vào dưới thì nó có chất dinh dưỡng. Ngoài chất dinh dưỡng thì humic là một cái loại phân mà nó làm cho các bạn có thể tưởng như là một loại men vi sinh, nó tạo những cái lông hút để cho cái cây dâu tây của chúng ta nó khỏe và nó hút được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Thì khi đó các bạn bón những cái phân khác thì dâu tây nó sẽ rất là tốt và rất là đẹp. Đặc biệt là dâu tây thì các bạn nên trồng đất và cố gắng phải làm cho cái môi trường đất nó xốp các bạn nha. Sơ dừa có thể là xử lý hoặc là phân bò vi chấu ủ mục các bạn trộn với các loại đất xử lý vôi viếc này khác, và khi trồng thì chúng ta trồng vào chậu và cố gắng là một cái chậu nó vừa phải. Ví dụ như là cái chậu này thì chậu 20 thì chúng ta chỉ trồng một cây thôi và nó đẻ ra thì cái môi trường đất nó đủ lớn để cái bộ rễ nó nhiều chất dinh dưỡng thì dâu tây nó mới có nhiều quả và quả nó mới lại năng suất. Chứ còn nếu mà nó ít đất quá thì nó chỉ là sống cây thôi thì nó không có chất dinh dưỡng thì cái quả nó cũng sẽ rất là kém. Và nếu các bạn đất rộng thì các bạn có thể trồng màu đất. Và mình nhắc lại các bạn là nếu như mà trồng màu đất thì khi trồng mùa hoa quả các bạn hãy dùng lưới đen hoặc là cỏ khô hoặc rơm rạ vùng quê các bạn phủ gốc để khi mà cây nó ra hoa kết quả thì nó sẽ tràn ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có cái quả nó sạch các bạn nhé. Dâu tây thì trong môi trường đất ẩm nên rất là nhiều kiến và kiến nó thường ẩn trú để khi mà có quả nó sẽ có quả thì thường kiến nó đục quả thì nó ăn, thì chúng ta xử lý bằng cách là dọn sạch có một chút bột kiến vào trong cái để cho kiến nó khỏi trú ẩn. Thì các bạn thấy là kiến rất là nhiều và thậm chí là kiến nó sẽ là công rệp thì nó làm cho dâu tây ảnh hưởng và khả năng là nó rệp nhiều thì dâu tây nó rất là chất lượng quả rất là kém và thậm chí là nó cứ bị rụt đi và nó rất là dễ sinh bệnh. Cái bệnh của dâu tây thì các bạn thấy là khi mà nó bị nấm, ví dụ như nấm như thế này thì gọi là nấm mất cua thì nó rất là khó khỏi. Và khi bị nấm mất cua thì tốt nhất là các bạn nên thay giống, và mình khuyên các bạn là giống dâu tây nó cũng rất là rất dễ mua. Và nếu mà có thể thì các bạn khi mà cái cây nó bật ra thì nếu như mà cái môi trường đất thì các bạn kiếm một cái đất mới thì các bạn có thể nhân giống bằng cách đấy. Nếu cây sạch bệnh thì ok, còn không chúng ta nên thay giống. Còn không thì thật ra thì nếu mà cây giống bị bệnh thì chất lượng cũng rất là kém, cho nên các bạn hết sức lưu ý cái điều đó nhá. Trồng dâu tây nó rất là dễ ở cái chỗ là các bạn nên lúc đầu là các bạn cứ đơn giản là trồng môi trường đất, và mình nói rồi các bạn là muốn nhanh thì phải từ từ, có nghĩa là chúng ta đừng có thấy người ta trồng dâu mà nó tốt thì mình cố gắng là trồng bón nhiều phân, thậm chí là mua nhiều chất dinh dưỡng để bơm phun phun thì khác thì nó rất là khó. Các bạn hãy trồng cho cây dâu nó sống đi đã và bắt đầu các bạn chăm sóc bằng cách là phân hữu cơ và một số những cái phân phân NPK đó, tưới sau khi mà nó bén rễ khoảng độ 1 tháng sau khi bén rễ. Và đặc biệt là mình có dùng những cái loại đạm ngâm từ cái bã đậu phộng các bạn rất là tốt, và đặc biệt là các loại phân bò ủ mục, con phân ủ mục, phân gà, phân bò và đặc xốp như các bạn nha, thì nó rất là tốt và dâu tây nó rất là dễ sống. Cảm ơn các bạn đã xem video, và chắc chắn là có thể cái video của mình thì nó có thể đúng với người này nhưng mà không đúng với người khác. Và đối với những bạn mà trồng dâu tây chậu thì có thể lắng nghe những video này thì các bạn có thể làm theo mình nhá.
cảm ơn. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng kênh Khánh Nhân TV, và đặc biệt là hãy like để cho Bình biết rằng là các bạn cũng thích cái nội dung này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.